ô tô Việt đắt gấp đôi Thái, Bộ Công Thương nói thật nguyên nhân. Mức giá xe tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực, Thái Lan và Indonesia, và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành công nghiệp ô tô đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Giá xe cao do thuế phí nhiều. Trong báo cáo về tình hình công nghiệp ô tô mới nhất của Bộ Công Thương, bộ này cho rằng ngành ô tô đã đóng góp hàng tỷ đô la vào ngân sách nhà nước, góp phần giảm nhập siêu, đồng thời tạo ra việc làm trực tiếp cho hơn 120.000 lao động. Tính đến năm 2016, ngành sản xuất ô tô trong nước có khoảng 173 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, trong đó 56 doanh nghiệp sản xuất xe từ linh kiện rời, 117 doanh nghiệp sản xuất xe từ cơ sở, đa phần các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước vẫn chưa đạt được tiêu chí của ngành sản xuất ô tô thực sự. Phần lớn mới ở mức độ lắp ráp đơn giản, dây chuyền sản xuất chủ yếu chỉ gồm 4 công đoạn chính là hàn, sơn, lắp ráp, kiểm tra. Đặc biệt, Bộ Công Thương cho rằng giá bán xe vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. Mức giá xe ô tô tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực, Thái Lan và Indonesia, và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành ô tô đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nguyên nhân lớn nhất khiến giá ô tô ở mức cao là do thuế và phí của nước ta cao, đồng thời sản lượng tích lũy trong nước thấp. Các doanh nghiệp đang sản xuất dưới rất xa so với công suất thiết kế, chất lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn không bằng xe nhập khẩu. Bộ Công Thương cũng thừa nhận thất bại trong việc nâng tỷ lệ nội địa hóa xe dưới 9 chỗ. Mục tiêu đề ra là 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010. Tuy nhiên đến nay mới đạt bình quân khoảng 7-10%, trong đó Thaco đạt 15-18%, Toyota Việt Nam đạt 37%, đối với riêng dòng xe Innova thấp hơn mục tiêu đề ra. Các sản phẩm đã được nội địa hóa mang hàm lượng công nghệ rất thấp như xăm, lốp ô tô, ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc quy, sản phẩm nhựa. Hàng năm các doanh nghiệp phải nhập khẩu khoảng 2-3,5 tỷ đô la các linh kiện, phụ tùng phục vụ cho sản xuất, lắp ráp và sửa chữa xe. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của các nước trong khu vực trung bình đã đạt được 65-70%, Thái Lan đạt tới 80%. Như vậy, nếu các nhà sản xuất ô tô trong nước không sớm có giải pháp hữu hiệu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chắc chắn sẽ khó lòng cạnh tranh với thị trường khu vực. Khi khu vực thương mại tự do ASEAN, AFTA có hiệu lực, Bộ Công Thương cảnh báo. Dù ngành ô tô đang đứng trước nhiều thách thức, nhưng Bộ Công Thương vẫn kiên trì mục tiêu phát triển ngành này. Để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gắn liền với mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp ô tô, Bộ Công Thương cho hay đã thành lập tổ công tác liên ngành đánh giá toàn diện thị trường ô tô Việt Nam trong mối tương quan với thị trường khu vực và thế giới. Tổ công tác đã làm việc với các doanh nghiệp ngành ô tô Việt Nam, qua đó sẽ xác định rõ kế hoạch phát triển sản xuất của từng doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2020. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng, điều chỉnh các chính sách về thuế, thị trường, hình thành hệ thống nhà cung cấp linh kiện và phụ tùng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ô tô trong nước để cắt giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, cải tiến chất lượng. Ngoài ra, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng nghị định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô nhằm quy định điều kiện cụ thể về ngành này. Qua đó đảm bảo thị trường ô tô Việt Nam phát triển bền vững, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp để trình chính phủ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang nghiên cứu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại khi xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu gia tăng đột biến và ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong nước. Để khuyến khích ngành sản xuất ô tô trong nước, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu áp dụng biện pháp chống gian lận thương mại để hạn chế việc xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu do khai báo giả, hải quan gây tác động bất lợi đến sản xuất trong nước. Trong thời gian tới, một số doanh nghiệp tư nhân trong nước như Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Thành Công tại Ninh Bình sẽ triển khai một dự án có quy mô lớn hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu trong các nước ASEAN và khu vực lân cận. Các dự án có quy mô lớn khoảng 100.000 xe trên năm đối với xe dưới 9 chỗ và trên 30.000 xe trên năm đối với xe thương mại. Các dòng xe này chưa có cơ sở sản xuất ở khu vực ASEAN là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa, hướng tới mục tiêu nội địa hóa 40% đến năm 2020-2021 để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% trong khu vực ASEAN, đồng thời tác động tích cực đến cán cân thương mại ô tô Việt Nam, Bộ Công Thương lạc quan.
top 5 xe xe đen cũ dưới 500 triệu đáng mua nhất hiện tại. Với 500 triệu đồng tại nước ta trong thời điểm hiện tại, nếu chọn mua xe mới thì cũng có khá nhiều mẫu xe để lựa chọn, nhưng chỉ mua được cỡ xe nhỏ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hoặc vài mẫu xe đen hạng B như Mitsubishi Outback, Nissan Sunny, nhưng nghèo nàn về trang thiết bị cũng như độ thoải mái khi lái xe. Cùng với số tiền đó và chịu khó tìm xe, bạn có thể mua được những mẫu xe xe đen hạng C với rất nhiều trang thiết bị an toàn, khoang lái rộng rãi và kiểu dáng đẹp hơn rất nhiều. Số 1 Toyota Corolla Altis 1.8 AT 2008, xe có kích thước dài rộng cao tương ứng với 4540, 1760, 1465 mm. Toyota Altis 2008 sử dụng động cơ xi lanh 4 1.8 lít VVTi, công suất cực đại đạt 130 mã lực tại tốc độ, động cơ 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 170 nanomet tại tốc độ 4.200 vòng trên phút, dung tích bình nhiên liệu 55 lít, đi được khoảng 700 km khi nhiên liệu được lắp đầy. Hệ thống an toàn có chống bó cứng phanh ABS, phần bổ lực phanh EBD, phanh trước sử dụng đĩa thông gió, phanh sau đĩa thường, có trang bị cảm biến lùi. Cột chữ A thiết kế nhỏ hơn nhằm tăng cường khu vực quan sát cho lái xe. Cả hai vị trí ghế trước được trang bị hai túi khí tiêu chuẩn. Đặc biệt, xe rất giữ giá khi bán lại và rất ít hư hỏng vặt. Xe Toyota Corolla Altis AT 2018 hiện tại đang được bán với giá khoảng 490 đến 510 triệu đồng. Số 2, Honda Civic 1.8 AT 2010. Xe có kích thước cơ bản, dài, rộng, cao lần lượt là 4540, 1750, 1435 mm, được trang bị động cơ iVTEC, dung tích xi lanh 1799cc, công suất cực đại 140 mã lực tại vòng tua máy là 4300 rpm. Thiết bị an toàn chủ động trên xe gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp với hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD cùng hệ thống đèn pha HID, khiến người lái xe yên tâm khi chạy xe với tốc độ cao. Cùng với đó là túi khí hàng ghế trước, gối đầu chủ động, hệ thống khung xe hấp thu xung lực Gicon. Xe Honda Civic 1.8 AT 2010 hiện được bán trên thị trường giá từ 490 đến 510 triệu. Số 3, xe Ford Focus 1.8 AT 2011. Xe được trang bị động cơ Duratec 16 van 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.8 lít với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4377, 1477, 2640 mm. Xe được trang bị hệ thống phanh ưu việt bao gồm hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp EBA giúp tăng cường áp lực phanh trong trường hợp nguy cấp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bố lực phanh điện tử EBD giúp người lái dễ dàng vượt qua những trở ngại trên đường. Ngoài ra, xe còn được trang bị túi khí cho hàng ghế trước, điều hòa không khí tự động, dàn CD 6 đĩa, khóa cửa điều khiển từ xa, gương tập điều khiển, cảm biến lùi cùng rất nhiều tiện ích khác. Xe Ford Focus 1.8 AT 2011 hiện được bán với giá từ 410 đến 480 triệu đồng tùy chất xe. Số 4, xe Mazda 3 1.6 AT GX 2010. Mazda 3 2010 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.505, 1.755, 1.470 mm, được trang bị động cơ DOHC 16 van với 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.598cc, động cơ MZA sản sinh ra công suất 106 mã lực, mô men xoắn 147 nanomet, trang bị hộp số tự động 4 cấp. Trang bị trên Mazda 3 1.6 lít 2010 bao gồm hệ thống âm thanh 6 CD MP3, 6 loa, 2 túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước. Khởi động bằng chìa khóa chứ vẫn chưa có nút Plus Start Engine, chỉ có trên phiên bản 2.0 lít và 2.5 lít. Mazda 3 2010 mới dùng chung cơ sở gầm bệ với Ford Focus bản dành cho thị trường châu Âu nên đi khá đầm chắc, nhất là ở tốc độ cao. Xe Mazda 3 1.6 AT 2010 hiện được bán với giá từ 500 đến 520 triệu đồng. Số 5, xe Kia Forte AT 2012
với kích thước dài rộng cao lần lượt là 4530, 1775, 1460mm với khoang hành lý 415 lít. Kia Forte rộng hơn đôi chút so với Civic và Altis có thông số tương ứng là 4540, 1750 và 4540, 1760. Xe sử dụng động cơ Gamma 1.6 lít với công suất tối đa 124 mã lực và mô men xoáy cực đại 160 nanomet. Trang bị của Kia Forte AT 2012 thì nhiều miên man và khá sang trọng như cửa sổ trời, khởi động bằng nút Start Stop, không dùng chìa, đèn pha tự động, cửa kính an toàn, tự dừng khi có vật cản, sấy ghế, điều chỉnh âm thanh và kết nối điện thoại bằng Bluetooth trên vô lăng. Hệ thống âm thanh CD có tích hợp MP3, cổng kết nối USB và Bluetooth. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Đặc biệt, mẫu xe này khá tiết kiệm xăng, chỉ tiêu thụ khoảng 7,5 đến 8 lít trên 100 km. Xe Kia Forte AT 2012 hiện được bán với giá từ 470 đến 490 triệu đồng.